Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình một cái lô kim quýt nha cô chú anh chị. Thì lô kim quýt này thì đồng giá là 350k một cây ha. Kim quýt Mỹ nha cô chú anh chị. Đây, củ đế quái nè, thì mã đầu tiên là mã 1B ha. Đây, củ quái phơm ấm nha cô chú anh chị. Đó, hàng mini thuần chậu ha. Đây. Quá tuyệt phơm đẹp. Phơm quá tí đẹp. Cái gì cũng đẹp hết. Đây, thuần chậu nha cô chú anh chị. Đó, rồi cho cô chú anh chị mình xem tiếp cái dàn phơm nữa nha. Để trong lòng bàn tay. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây em để rộn trong lòng bàn tay em luôn ha. Đó, mini trong tầm tay. Mini trong tầm tay luôn ha. Đây. Đó, củ đế nè, cây cũng góc nó hơi bay bay xíu nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ đo thông số của mã 1B này cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì đây tổng hoành củ đế. Tổng hoành củ đế ở đây á là 17 ha. 17 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ đo tiếp tới hoành eo ha. Hoành eo ở đây á là 7,5 ha, tính 7 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao á là 9 nha cô chú anh chị. Đó, phụ huynh tán ngang nó là 18 ha. Thì mã 1B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Rồi anh em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Kim quýt Mỹ nha cô chú anh chị. Thì dòng này xiên trái lắm nha. Đó. Qua wow, tại cái đế chứ cái form tàn đẹp lắm cô chú ơi. Mini trong tầm tay. Rồi em sẽ xây một vòng để cho cô chú anh chị mình xem. Rồi em lên tiếp mã 2B nha cô chú anh chị. Rồi sẽ lên mã lên tiếp mã 2B nha cô chú anh chị. Mã 2B cũng là một cây kim quýt mini ha. Thì cây này dáng hơi bay bay nha cô chú anh chị. Đó, em xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem tổng quan của cây ha. Thơm khá ấm nha cô chú anh chị. Rồi em cầm gọn cây trong lòng bàn tay luôn nha cô chú anh chị. Mã 2B ha. Qua wow, từ cái đế đẹp. Củ đế nữa nè. Quá đã luôn. Đây cái dàn phơm đây ha. Đó, mặt sau của cây đây. Đó, thấy vậy chứ cây nuôi cũng lâu lắm nha cô chú anh chị. Dòng kiểu quýt thì nó cũng hơi lâu lớn ha. Rồi, em sẽ đo thông số của mã 2B nha cô chú anh chị. Đây, hoành gốc ở đây là 11 nha cô chú anh chị. Hoành củ đế ha, là 11 ha. Rồi sẽ đo hoành eo. Hoành eo ở đây á là 5 nha cô chú anh chị. Đó, do nó cũng dướng dướng dây ha, nên tự hao ra 5 thôi ha. Chiều cao của cây á là 8. Đó, full tán ngang. Full tán ngang là 16 nha. Thì mã 2B này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn ha. Anh em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Để nó làm bằng tay. Đó. Đây. Châu vũ, châu vũ. Cầm rộng luôn nha cô chú anh chị. Chưng lắm. Đó. Cây không có hẹo nha. Đặc biệt là cây lùng mà không có cây nào có hẹo hết. Quá đi già luôn. Rồi em sẽ xây một vòng nữa rồi em lên tiếp mã số 3B nha cô chú anh chị. Rồi lên tiếp mã 3B nha cô chú anh chị. Mã 3B cũng là một cây kim quýt Mỹ ha. Cây này dán bay nha. Đế nó còn dưới đây nữa. Quái lắm. Củ đế to. Đây, cầm trên lòng bàn tay em cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, rất gọn ha. Củ to nha cô chú anh chị. Đây cái dàn phơm đó đây. Đó, phơm ấm nha. Mặt sau của cây đây ha. Rồi củ đế nè. Thế đây luôn nè. Đế nó sụp cho nó còn hiên chút chút nữa. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số của mã 3B nè ha. Đây, tổng vành củ đế nó đây là 14 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ đo tiếp lên vành eo ha. Vành eo đây là 7 nha. Chiều cao của cây. Chiều cao là 8 ha. Nó full tán ngang của nó là 18 nha. Thì mã 3B này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Đó, bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi em sẽ xây cho cô chú anh chị mình xem một vòng nữa rồi em lên tiếp mã số 4B nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên mã 4B ha. Em lên tiếp mã 4B nha cô chú anh chị. Mã 4B cũng là một cái kim quýt củ quái. Đây, cái củ đế nó quái nè ha. Lùng lùng lực. Chi cành già, phơm đầy củ tại cái củ. Qua đi củ đi. Nói chung là củ này tụi em hồi nhỏ tụi em dấn nó kỹ lắm, rồi xong rồi nó lớn rồi nó ra gì nó ra nó quái lắm. Làm cực lắm. Rồi quan trọng là cái giá nó có 350k thôi. Đây, cho cô chú anh chị mình xem cái dàn phơm đó nha. Nó phơm khá ấm ha. Để rồi. Làm bàn tay. Để gọn trên lòng bàn tay em luôn nha. Đó, phơm xương rồi nè. Hàng mini để bàn nha cô chú anh chị. Để bàn mini có hoa có trái luôn nha. Xin qua xin trái. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số của mã 4B nha cô chú anh chị. Đây, tổng hoành củ đế ở đây á là 13 ha. Rồi em sẽ đo tiếp hoành eo. Hoành eo trên đây á là 7 nha cô chú anh chị.
Chung mình tại hai cái eo này đo gần thì nó 7. Nhưng mà đem đo lẻ một cái đi. Đo lẻ thì không đúng chỗ đo được. Nó vậy rồi anh, nó có nó chung một thân mà. Nó ra hai thân. Này ở dưới đây có một góc đi lên mà. Rồi tạm kia 7 7 luôn ha. Rồi quên thôi chiều cao nữa. Chiều cao của cây là 9 nha. Full tán ngang nó là 16 nha cô chú anh chị. Thì mã bóng B này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. À, bên đây bao ship cả cây ẩn chậu luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng nữa cho cô chú anh chị mình xem tổng quan đó ha. Rồi em sẽ lên tiếp mã số 5B nha cô chú anh chị. Tiếp mã 5B nha cô chú anh chị. Mã 5B cũng là một cây kim vít Mỹ, phơm tàn kính, củ đế quái nè. Dán cũng hơi bài bài nha. Đế quái lắm. Cực kỳ quái luôn ha. Không có hẹo nha. Đặc biệt là mấy cây này không nó già lắm. Phơm ấm. Không cây nào có hẹo hết. Rồi bây giờ em sẽ cầm lòng bàn tay em cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Cây thần chậu như cô chú anh chị mình. Đó. Xiên hoa trái lắm nha. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số của mã 5B này ha. Đây, tổng hoành củ đế của mã 5B là 12 ha. Rồi em sẽ đo tiếp tới hoành eo. Hoành eo ở đây là 7 nha, 7,5 tính 7 thôi ha. Chiều cao của cây. Chiều cao là 10 nha cô chú anh chị. Đó, full tán ngang nó là 18 nha. Thì mã 5B này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Em sẽ xây một vòng nữa cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì mã 5B này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký ủng hộ giúp em nha. Rồi, xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ.